Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mặt tại thủ đô Washington DC, Mỹ, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ CSIS ở Washington DC, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm đã góp phần quan trọng tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt-Mỹ trong gần 30 năm qua. Trong bài phát biểu với chủ đề chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về ba nội dung lớn, cách nhìn của Việt Nam về thế giới hiện nay, vai trò của sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm trong thế giới đầy biến động hiện nay. Thủ tướng tin tưởng đây cũng sẽ là những nhân tố chủ đạo định hướng thúc đẩy đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ lên tầm cao mới, thực chất hiệu quả hơn trong những năm tới. Nhà lãnh đạo Việt Nam cho biết, cuộc trao đổi càng thêm ý nghĩa khi diễn ra ngay trước thềm hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2016, thể hiện quyết tâm của các nhà lãnh đạo ASEAN và Mỹ trong tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng cho biết, đại dịch COVID-19 và các chuyển dịch địa chính trị, địa kinh tế, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang tạo ra những thay đổi bước ngoặt trong cục diện thế giới với nhiều nhân tố khó dự báo, tác động đa chiều tới môi trường an ninh và phát triển của các quốc gia, trong đó cơ hội, khó khăn, thách thức đan xen lẫn nhau. Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thế giới đang đứng trước thời điểm khó khăn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh và trong một thế giới đầy cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn như hiện nay, Việt Nam không chọn bên nào mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải. Kết thúc bài phát biểu kéo dài khoảng một tiếng, Thủ tướng cho biết sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm là chìa khóa để các quốc gia giải quyết các vấn đề còn bất đồng, khác biệt trong một thế giới đầy biến động như hiện nay. Trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington về chiến lược chính sách đối ngoại và các vấn đề quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng quan hệ Việt-Mỹ đã phát triển vượt bậc sau gần 3 thập niên bình thường hóa quan hệ. Bài phát biểu đã được giới chuyên gia và học giả Mỹ đánh giá cao. Với chủ đề chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn, bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tới cách nhìn của Việt Nam về thế giới hiện nay, vai trò của sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm trong thế giới nhiều biến động hiện nay, và chúng ta cần phải làm gì để thể hiện sự chân thành, tăng cường lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn. Bài phát biểu đã được các chuyên gia và học giả Mỹ tham dự sự kiện đánh giá cao. Và tôi rất là hân hạnh được mời nghe bài phát biểu của Thủ tướng hôm nay. Tôi thấy là Thủ tướng rất nhấn mạnh mấy cái nguyên tắc của quan hệ quốc tế của Việt Nam là xây dựng lòng tin, chân thành và trách nhiệm của tất cả các bên. Và Thủ tướng nêu ra rất nhiều ví dụ trong quan hệ Việt-Mỹ cũng như Liên Hợp Quốc và các chính sách của Việt Nam về quốc tế để thực hiện cái ba yếu tố quan trọng này. Rất nhiều câu hai. Trong đó có một câu là không có một nước nào dù mạnh đến bao nhiêu có thể giải quyết hết các vấn đề quốc tế, và cần có hợp tác toàn cầu hóa và cần có chính sách đa bên đa phương mới giải quyết được. Và cái này có thể áp dụng không chỉ đến Việt Nam nhưng đến các nước lớn nữa. Tôi nghĩ rằng Ngài Thủ tướng đã nhấn mạnh tới một số điểm thực sự quan trọng. Thứ nhất, đó là tầm quan trọng của hành động tập thể nhằm ứng phó với các thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt, bao gồm từ đại dịch COVID-19, cũng như cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng vốn đã ảnh hưởng từ các nước trên toàn cầu và cuộc khủng hoảng khí hậu. Ngài Thủ tướng cũng nhấn mạnh tới sự sẵn sàng của các nước như Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề, đó cũng như trách nhiệm của các nước phát triển hơn như Mỹ nhằm thực sự thể hiện vai trò dẫn dắt của mình. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và có bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ, một trong những cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Hoa Kỳ về chiến lược, chính sách đối ngoại và các vấn đề quốc tế. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 11 cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh việc xây dựng nghị quyết này nhằm mục tiêu mở rộng dân chủ, tăng tính pháp quyền, tính chủ động trong hoạt động của Quốc hội, tăng cường tính tranh luận trong các phiên họp, cuộc họp, phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo của đại biểu Quốc hội.
các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó gần gũi với nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị bổ sung lập luận chặt chẽ, rõ ràng những vấn đề căn cơ như cách thức thảo luận, tranh luận, việc chia tổ, lưu hành, sử dụng tài liệu tại kỳ họp hay trách nhiệm tiếp thu giải trình của Bộ trưởng, trưởng ngành trong công tác xây dựng pháp luật với mục tiêu giảm thời gian nhưng đảm bảo chất lượng kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giữ thời gian phát biểu của đại biểu tại phiên họp toàn thể tối đa là 7 phút, đồng thời quy định một số tiêu chí để trong trường hợp cần thiết, chủ tọa có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian cho phù hợp. Sáng nay 12 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Các bị cáo Trương Quốc Cường, Nguyễn Việt Hùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Lê Đình Thanh, cựu công chức Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma, Võ Mạnh Cường, cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Hàng hải Quốc tế H&C cùng nhiều người khác hầu tòa về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Tại phiên tòa, các luật sư đề nghị triệu tập cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang, hiện đang là bị can của một vụ án khác, đến tòa để làm rõ sự thật khách quan của vụ án. Theo cáo trạng, thời gian năm 2008-2010, Nguyễn Lê Xuân Khang, người Việt Nam định cư tại Canada và có quốc tịch Canada, đã bàn bạc thống nhất với Nguyễn Minh Hùng lập hồ sơ các thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada để công ty Kurufa, công ty VinMedimex đứng tên xin cấp số đăng ký. Các hồ sơ thuốc đều là giả, nhưng do một số cán bộ của Cục Quản lý Dược thiếu trách nhiệm hoặc có động cơ cá nhân đã làm trái công vụ trong quá trình thẩm định, xét duyệt, nên 7 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada đã được cấp số đăng ký. Cáo trạng xác định, khi là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, ông Trương Quốc Cường đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định, dẫn đến hậu quả 6 trên 7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam với trị giá hơn 148 tỷ đồng. Tiến trình phục hồi kinh tế sẽ mạnh lên từ việc thực thu chương trình và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, GDP Việt Nam sẽ tăng ở mức 6% trong năm 2022 và 7,2% trong năm 2023. Đây được nhận định đưa ra tại Diễn đàn Dự báo Kinh tế Việt Nam 2022-2023 tổ chức sáng ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng kinh tế Việt Nam tiếp tục hồi phục và có dấu hiệu khởi sắc ở một ngành và lĩnh vực. Cụ thể, GDP quý 1 ước đạt 5,03% so với cùng kỳ, chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng 2,1%. Các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được đảm bảo, thu ngân sách đạt kết quả khả quan. Với kết quả này, nhiều tổ chức quốc tế đã đưa ra nhiều dự báo lạc quan cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. ADB dự báo kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi ở mức 6,5% năm 2022 và 6,7% năm 2023. Ngân hàng Thế giới nhận định sẽ đạt 5,3% năm 2022, sau đó sẽ ổn định trở lại quanh mức 6,5%. Bên cạnh những dự báo lạc quan, các chuyên gia tại hội thảo cho rằng rất cần nhìn nhận một thực tế là khó khăn thách thức đang ngày càng lớn khi đại dịch COVID-19 chưa kết thúc trong bối cảnh kinh tế chính trị quốc tế đang có những biến động rất lớn. Hưởng ứng sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31, tối qua ngày 11 tháng 5 tại quảng trường đối diện sân vận động Mỹ Đình, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc hội chợ triển lãm hàng lưu niệm thủ đô năm 2022. Hội chợ với quy mô 100 gian hàng trưng bày giới thiệu hơn 10.000 sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm quà tặng tiêu biểu cùng một số làng nghề trên địa bàn thành phố. Những sản phẩm này đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng, đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, thu hút tạo ấn tượng với khách tham quan, giao dịch. Hội chợ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 5. Sáng ngày 11 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với tập đoàn dược phẩm GlaxoSmithKline GSK của Bỉ, tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới. Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược được ký trong sự kiện ra mắt công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm GSK Việt Nam.
Hai bên cam kết cùng thực hiện nhiều hoạt động quan trọng như thiết lập chuỗi cung ứng vaccine bền vững, mở rộng độ bao phủ vaccine đến mọi đối tượng, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của vaccine trong bảo vệ sức khỏe con người. Sự cam kết của Tập đoàn Dược phẩm hàng đầu thế giới và Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng hàng đầu Việt Nam khẳng định chiến lược bền vững của hai bên là cam kết cung cấp số lượng lớn vaccine, trong đó có nhiều vaccine quan trọng, vaccine mới về Việt Nam. Sự hợp tác bền chặt này chính là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo ổn định nguồn vaccine cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam trong những năm vừa qua. Đây là lần thứ hai VNVC và GSK ký kết hợp tác chiến lược toàn diện. Sau lần đầu tiên vào năm 2019, tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa VNVC và GSK trong 3 năm qua. Thưa quý vị, Vinhome sẽ triển khai các dự án nhà ở xã hội mang thương hiệu Happy Home trên toàn quốc trong vòng 5 năm tới, với giá bán từ 300 triệu đến 950 triệu đồng một căn. Trước mắt, Vinhome sẽ triển khai dự án tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là công bố của lãnh đạo Vinhome tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vinhome vừa được tổ chức sáng nay 12 tháng 5. Theo đó, Happy Home sẽ là mô hình nhà ở xã hội full tiện ích đầu tiên tại Việt Nam với hệ sinh thái tiện ích đầy đủ và tiện lợi, đảm bảo chất lượng sống tốt cho cư dân như khu vui chơi trẻ em, sân thể thao, công viên với quy mô phù hợp với phân khúc này. Mới đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận cổ vật đấu giá thành công ở nước ngoài do Tập đoàn Sunshine hiến tặng. Cổ vật gồm mũ quan đại thần và áo Nhật Bình cung tần Triều Nguyễn. Hai cổ vật này đã được Hội đồng Thẩm định Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định có niên đại vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, gắn liền với đời sống cung đình Triều Nguyễn. Nhằm đưa cổ vật đến gần hơn với công chúng, mũ quan đại thần và áo Nhật Bình cung tần Triều Nguyễn được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Ngoài việc hiến tặng cổ vật, Tập đoàn Sunshine và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế. Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Tập đoàn Sunshine sẽ hợp tác sưu tầm, hồi hương cổ vật Triều Nguyễn, đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ tại các khu di sản Huế và hợp tác triển khai đề án chuyển đổi số. Thưa quý vị, ngày hôm qua, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã kết thúc. Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hội nghị Trung ương lần này đã đi sâu phân tích, đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai, trước hết là sửa đổi, bổ sung luật đất đai năm 2013. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng phải nhanh chóng khắc phục tình trạng đầu cơ sử dụng đất không đúng mục đích, cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai, trước hết là sửa đổi, bổ sung luật đất đai năm 2013 và các luật pháp có liên quan để khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại kéo dài lâu nay. Trong đó đặc biệt là những hạn chế, yếu kém liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hỗ trợ bồi thường tái định cư, chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp. Làm rõ thêm về báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Thưa quý vị, sáng nay tại Ninh Thuận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển bền vững năm 2022. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao các báo cáo tham luận và nhiều ý kiến thảo luận tại hội nghị. Để cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương và đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả quyết định số 1664 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng cục Thủy sản khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó có những chính sách phát triển nuôi biển, rà soát đánh giá về thực trạng và nhu cầu hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nuôi biển, làm cơ sở đầu tư sản xuất, trước mắt lựa chọn địa điểm các dự án đầu tư thí điểm tại các tỉnh Quảng Ninh, Phú Yên, Ninh Thuận và Kiên Giang. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 28 tỉnh ven biển tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của đề án phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
các hội, hiệp hội thủy sản cần tăng cường kết nối các doanh nghiệp, người nuôi và các nhà khoa học để phát huy lợi thế, thúc đẩy phát triển nuôi biển, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành thủy sản nói chung và phát triển nuôi biển nói riêng. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 139 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc cần huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ thực hiện các chương trình Mục tiêu Quốc gia trong thời gian tới. Về việc phân bổ và huy động nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định giao kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2020 cho bộ ngành trung ương, địa phương để thực hiện ngay sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Ngoài ra, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp để tối ưu bố trí đủ nguồn vốn ngân sách nhà nước các cấp, huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp, hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là các nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp và nguồn vốn đóng góp tự nguyện của người dân.